Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Đúng một năm kể từ ngày Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, thì vào ngày 8 tháng 5 vừa qua, Iran tuyên bố Tehran quyết định ngừng thực thi một phần nghĩa vụ trong kế hoạch hành động toàn diện chung và chương trình hạt nhân Iran. Theo đó, Iran sẽ dừng xuất khẩu urani thừa và nước nặng trong 60 ngày, và các thành viên khác trong thỏa thuận có 60 ngày để thực hiện những trách nhiệm của họ liên quan đến lĩnh vực ngân hàng và dầu mỏ Iran. Vì sao mà Iran lại đưa ra quyết định này và nó sẽ có những tác động ra sao? Thì chương trình Người quan sát ngày hôm nay sẽ trả lời cho những câu hỏi này cùng với những vị khách mời đang có mặt ở trường quay ngay lúc này. Xin được trân trọng giới thiệu Đại sứ Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số quốc gia Trung Đông. Và xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Iran. Xin được cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Trước tiên thì xin được kính mời quý khán giả và các đồng chí hãy cùng theo dõi nội dung quyết định mới đây của Iran. Ngày 8 tháng 5 năm 2019, tròn một năm sau khi Hoa Kỳ rút khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA được ký kết năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1, bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc. Tổng thống Iran Hassan Rouhani chính thức thông báo quyết định của Hội đồng An ninh tối cao Iran về việc dừng tuân thủ một số điều khoản của JCPOA. Đây được xem là hành động đáp trả tương xứng của Iran đối với động thái rút lui và áp đặt trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ với quốc gia này. Tổng thống Rouhani cũng cho biết hành động của Iran có thể sẽ được tiếp nối bằng các biện pháp tương tự trong vòng 60 ngày, trừ khi các bên tham gia thỏa thuận gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc tuân thủ cam kết hỗ trợ Iran trong lĩnh vực bán dầu và hoạt động ngân hàng, chống lại cấm vận đơn phương từ Washington. Đặc biệt, Iran có thể đưa hoạt động làm dầu uranium lên cấp độ cao hơn so với mức độ cho phép trong thỏa thuận đã ký năm 2015. Thưa Đại sứ Nguyễn Quang Khai, theo ý kiến của cá nhân ông thì quyết định trên của Iran có vi phạm cái thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với các nước P5+1 vào năm 2015 hay không? Với cái tuyên bố như vậy thì Iran chưa vi phạm, bởi vì họ mới tuyên bố thôi chứ chưa thực hiện. Nhưng nếu mà thực hiện hai cái điểm này ấy, thì tôi cho rằng ấy, là có vi phạm cái thỏa thuận hạt nhân. Bởi vì trong cái thỏa thuận hạt nhân ấy, có quy định là Iran chỉ được sản xuất cái uranium làm dầu ở cái cấp độ là 3,67% trong vòng 10 năm. Thế bây giờ là ông ấy nghĩa là ngừng cái cam kết của mình, tức là có thể là sẽ trở lại, nghĩa là sản xuất cái uranium làm dầu ở cái cấp độ là 20%. Thì cái đoạn này rõ ràng là vi phạm cái thỏa thuận. Nga thì đã kêu gọi Iran, tức là cũng tuyên bố là sẽ giữ, cũng cố gắng để mà giữ cái thỏa thuận hạt nhân này, duy trì cái thỏa thuận hạt nhân này, nhưng mà đồng thời cũng kêu gọi Iran là phải từ bỏ cái tuyên bố đó, từ bỏ cái việc thực hiện, không thực hiện cái mà các nhà lãnh đạo Iran đã tuyên bố. Vâng, còn Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, ông có ý kiến gì về vấn đề này không ạ? Tôi nghĩ rằng là tôi có quan điểm hơi khác với Đại sứ Khai một chút. Thứ nhất ấy là về hai cái điểm là không bán cái uranium làm dầu ở mức thấp cho Nga và nước nặng cho Nga ấy, thì không phải là Iran tuyên bố là sẽ không, mà Iran tuyên bố là ngừng thực hiện cái việc đấy. Tức là vào thời điểm này đã ngừng bán và đã thực hiện luôn cái hai cái điểm đấy rồi. Và Iran tuyên bố là 60 ngày nữa sẽ có những biện pháp tiếp theo. Cụ thể là có thể sẽ làm dầu nước nặng, làm dầu uranium ở mức độ cao, tức là lại có một bước tiến nữa trong cái việc là không thực hiện các cam kết. Đấy là hai cái điểm nội dung của cái tuyên bố của ông Rouhani. Nhưng mà tôi cũng có một quan điểm khác, là tôi cho rằng là cái này Iran, mặc ngay cả khi mà thực hiện như vậy, Iran về mặt pháp lý Iran không vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Bởi vì thỏa thuận hạt nhân trong đấy có điều 26, Iran có nói rõ là điều 26 và 29 của thỏa thuận
tuyên bố cho phép là Iran sẽ không thực hiện một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận nếu phía bên kia không thực hiện thỏa thuận. Thế thì chúng ta thấy rằng là một năm rồi Mỹ là đã rút khỏi thỏa thuận. Trên thực tế là Mỹ đã không thực hiện thỏa thuận một năm rồi. Và vì thế nên nếu Iran thực hiện cái đấy vào ngày hôm nay thì Iran bắt đầu thực hiện cái hai điểm kia thì Iran không vi phạm, bởi vì cái điều 26-29 cho phép Iran thực hiện không thực hiện một phần hoặc toàn bộ. Theo tôi quan sát thì thấy là các cái tuyên bố của các bên về Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Pháp, Đức, rồi bà Mogherini, Bộ trưởng Ngoại giao của EU, rồi Tổng thống Pháp, Tổng thống Nga, rồi tuyên bố của Trung Quốc đều không phê phán Iran mà chỉ đều kêu gọi Iran là không thực hiện. Và vì họ biết rằng là thực hiện thì sẽ là phá bỏ toàn bộ cái thỏa thuận. Thế thay vì là bình luận về cái câu chuyện của tuyên bố của Iran thì nhiều nhà chính trị trên thế giới là phê phán Mỹ, về chính Mỹ là đã tạo một cái môi trường không thuận lợi cho Iran mà buộc Iran phải có cái biện pháp là không thực hiện một phần cái thỏa thuận của mình. Vậy thì đâu là nguyên nhân chính khiến cho Iran đưa ra cái tuyên bố như trong thời gian vừa qua? Nguyên nhân chính thì chúng ta thấy rồi, tức là Mỹ rút khỏi thỏa thuận, và không những rút khỏi thỏa thuận lại áp đặt cái cấm vận, tái áp đặt cấm vận chống lại Iran. Và Mỹ, cái quan trọng nhất là Mỹ không cho phép các nước dùng cái hệ thống tài chính của Mỹ và đồng đô la để mà thanh toán. Mà nếu không thanh toán được thì Iran sẽ không buôn bán được với cả các nước. Mà thậm chí cái gần đây nhất là Mỹ không cho phép cả 5 nước ngày xưa Mỹ được bán dầu cho Iran, bây giờ cũng không được bán dầu cho Iran nữa, thì là một bước tiếp rất là quan trọng. Và gần đây nhất sau khi mà Iran tuyên bố là sẽ rút khỏi một phần thỏa thuận, không thực hiện hai điểm và sẽ rút nếu trong vòng 60 ngày các cái cam kết nữa, thì Mỹ lại tuyên bố một cái cấm vận tiếp theo là cấm vận buôn bán kim loại và mỏ, khai thác mỏ, các cái sản phẩm mỏ của Iran. Cái này chiếm 10% trong tổng sản phẩm quốc dân của Iran, và chính vì thế nên cái này là khó khăn rất lớn. Iran càng ngày càng bị dồn vào chân tường, và vì thế nên cái quyết định của họ vào thời điểm này là điều dễ hiểu. Thưa đại sứ Nguyễn Quang Khải, tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch cũng vừa chia sẻ rồi, từ sau khi mà Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran thì Iran đã liên tục kêu gọi các nước còn lại trong nhóm P5+1 có trách nhiệm để có thể duy trì thỏa thuận. Thế nhưng liên tục là chúng ta nhìn thấy Hoa Kỳ đã đưa ra những cái lệnh trừng phạt mới áp đặt lên quốc gia này. Vậy thì theo như quan sát của cá nhân ông, việc nỗ lực của các bên trong việc duy trì thỏa thuận này đã được thể hiện như thế nào trong suốt một năm vừa qua? Phải nói là 5 nước còn lại của cái thỏa thuận hạt nhân ấy, thì tuyên bố sẽ duy trì cái thỏa thuận này mặc dù là Mỹ rút. Tôi cho đấy là một cái động thái hết sức là tích cực. Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức và Anh ấy, thì đã có rất nhiều những cái cố gắng tìm cách thực hiện cái nghĩa vụ của mình, chứ không phải là không. Không phải là chỉ họ có tuyên bố như vậy thôi, và ủng hộ việc tiếp tục quan hệ buôn bán với Iran. Và các nước đã đưa ra thí dụ như là sử dụng đồng tiền địa phương. Thí dụ như Trung Quốc nói rằng là có thể sử dụng cái đồng nhân dân tệ, hoặc là Nga thì có thể sử dụng cái đồng rúp, rồi là EU thì có thể sử dụng cái đồng euro để thanh toán cho những cái hợp đồng buôn bán với Iran. Và đặc biệt ấy, là Anh, Pháp, Đức là ba nước thành viên của EU ấy, thì đã đưa ra một cái sáng kiến mới, hay là gọi là một cái phương pháp mới để thanh toán cho những cái hợp đồng thương mại với Iran. Nó gọi là INSTEX, tức là tiếng Anh, đó là Instrument for Supporting Trade Exchanges, tức là tạm dịch là công cụ hỗ trợ cho việc trao đổi thương mại với Iran. Thì cái này ấy, nó không vi phạm, nó không cần phải qua các ngân hàng của Mỹ. Thế nhưng nó có một cái hạn chế, tức là cái công cụ này ấy, nó chỉ thanh toán cho những cái hợp đồng nhỏ về lương thực, thực phẩm, thuốc men, hay là một số những cái phụ tùng thay thế, mà nó không thể thanh toán cho những cái hợp đồng bán dầu hay là những cái hợp đồng buôn bán lớn được. Tuy nhiên thì cái lệnh cấm vận của Mỹ ấy, phải nói là hết sức nghiêm ngặt, cho nên là không phải dễ dàng để có thể vượt qua được. Thì phía Iran cũng phải hiểu cái điều đó. Và cho nên rằng ấy là vừa rồi, mặc dù là phía EU rồi các cái nước ký kết ấy, 5 nước còn lại ấy,
thì đã có rất nhiều những cái cố gắng nhưng mà cái kết quả thì không được nhiều. Cảm ơn đại sứ Nguyễn Quang Khải. Thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch ạ, một trong những cái động thái của EU khiến cho Iran nhiều lần mất kiên nhẫn đó chính là cái việc lời hứa về một công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại để giúp duy trì trao đổi thương mại với Iran. Tuy nhiên là cho đến thời điểm này thì cơ chế này vẫn chưa đi vào hoạt động. Vậy thì theo ông, tuyên bố trên của Iran liệu rằng có thúc đẩy cho việc EU sẽ đẩy nhanh cái quá trình hiện thực hóa cái công cụ này hay không? Tôi hy vọng là các nước EU sẽ thấy cái tầm nghiêm trọng của vấn đề, đứng trước việc là tiếp tục duy trì thỏa thuận hay không duy trì thỏa thuận, thì họ thấy tầm nghiêm trọng vấn đề, họ sẽ có nỗ lực hơn trong cái việc mà cố gắng để mà tạo điều kiện để duy trì thỏa thuận. Thế thì tôi với cả cái suy nghĩ như thế thì tôi hy vọng là họ sẽ tích cực hơn trong vấn đề đưa cái công cụ thanh toán đấy vào hành động. Thế nhưng mà chúng ta bên cạnh đấy chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái khó về mặt khách quan. Tức là khách quan là họ mong muốn nhưng mà khách quan thì không phải thực hiện cái đấy không hề đơn giản. Anh đại sứ Khai cũng vừa nói. Tức là các công ty của châu Âu đều có quan hệ với Mỹ nhiều hơn là quan hệ Iran. Lợi ích với Mỹ nhiều hơn lợi ích Iran. Mặc dù có công cụ như thế nhưng người ta vẫn lo ngại. Cái lo ngại nó ở trong tiềm thức. Và cái mất của họ là sẽ là rất lớn nếu như mà họ bị phát hiện. Chúng ta đang đứng trước một cái vấn đề rất là nan giải là lực bất, có thể tạm gọi là lực bất tòng tâm, muốn đấy nhưng mà thực hiện thì rất là khó. Đúng là trong cái quan hệ với Mỹ thì phải nói rằng là các nước châu Âu là người ta có lợi ích rất nhiều trong cái quan hệ về các mặt đối với Mỹ, thì họ còn dè dặt trong cái quan hệ với Iran. Như tôi thấy chỉ có riêng Trung Quốc và Mỹ và Nga sẵn sàng, nghĩa là tăng cường quan hệ buôn bán rồi là ủng hộ Iran trong cái việc mà thực hiện cái thỏa thuận hạt nhân. Như ở đầu chương trình thì em cũng có nói đó là Iran thì mới chỉ tuyên bố thôi và chưa thực hiện. Tuy nhiên là nếu theo như quan sát của ông, nếu như Iran thực sự ngừng thực thi một số điều trong cái thỏa thuận hạt nhân thì liệu rằng Iran có sẽ nhận về những cái biện pháp trừng phạt từ các nước phương Tây hay không? Nếu mà Iran ngừng thực thi một số cam kết trong cái thỏa thuận hạt nhân thì rất có khả năng là các nước châu Âu, Pháp, Anh, Đức sẽ áp đặt cái lệnh trừng phạt đối với Iran. Và chính ra là các cái quan chức của Pháp và đặc biệt là ông Macron là cũng đã nói rất rõ ràng là lấy làm tiếc về cái việc là Iran tuyên bố là ngừng thực hiện một số cam kết trong cái thỏa thuận hạt nhân. Và nếu mà Iran thực hiện ấy, thì Pháp, Đức, Anh là sẽ phải xem xét lại cái việc mà Iran tôn trọng cái thỏa thuận này như thế nào và sẽ có những cái biện pháp cứng rắn đối với Iran. Tuy nhiên thì ngoại trưởng Iran ấy, Mohammad Javad Zarif ấy, thì sau khi có cái phản ứng của các nước ấy, thì ông ấy tỏ ra là có vẻ mềm mỏng hơn. Ông tuyên bố rằng ấy là thứ nhất là Iran là vẫn nghĩa là bằng mọi cách giữ và duy trì cái thỏa thuận hạt nhân ký kết. Thì tôi nghĩ rằng ấy, là giờ có những cái lời khuyên của Nga và Trung Quốc nữa, là không nên thực hiện cái việc đó. Thì tôi tin rằng ấy, là Iran tuyên bố là sẽ ngừng thực hiện một số cái điều khoản trong cái thỏa thuận hạt nhân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ sẽ không thực hiện. Là lúc này là lúc Iran cần phải tranh thủ cái sự ủng hộ của quốc tế đối với cái quan điểm của Iran trong việc thực hiện duy trì cái thỏa thuận hạt nhân chứ không phải là gây sức ép. Cái điều này nó hoàn toàn không có lợi cho Iran. Thưa quý khán giả và các đồng chí, để có cái nhìn rõ hơn về phản ứng của cộng đồng quốc tế trước quyết định từ phía Iran được đưa ra vào ngày 8 tháng 5 vừa qua thì xin mời quý khán giả và các đồng chí hãy cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia có mặt trong kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA đã ngay lập tức có những phản ứng trái chiều. Nga đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về hậu quả của những hành động vội vàng với Iran. Tình hình nghiêm trọng hiện nay rõ ràng là do các động thái trước đó của Hoa Kỳ. Tổng thống Putin từng cảnh báo các quyết định thiếu suy nghĩ nhằm tạo sức ép lên Iran sẽ khiến quốc gia này có các bước đi mà không ai mong muốn như những gì chúng ta đang chứng kiến.
Trung Quốc lấy làm tiếc về các động thái gây leo thang căng thẳng của Hoa Kỳ xung quanh vấn đề hạt nhân Iran. Tất cả các quốc gia liên quan đều có chung trách nhiệm thực hiện và tuân thủ JCPOA. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và thúc đẩy đối thoại để ngăn chặn một loạt các hành động leo thang căng thẳng khác. Quan điểm của chúng tôi đang là và sẽ là Đức muốn duy trì thỏa thuận hạt nhân, đặc biệt là để tránh Iran sở hữu và phát triển vũ khí hạt nhân. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Đức ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran ngay cả khi Hoa Kỳ đã rút lui và chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác của mình theo hướng này. Điều quan trọng là Iran phải tuân thủ các thỏa thuận đã được ký kết. Chẳng có gì tồi tệ hơn nếu Iran đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015. Cho đến thời điểm này, Iran vẫn luôn được Pháp và EU tôn trọng vì cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, cấm vận sẽ được khôi phục trong trường hợp Tehran vi phạm thỏa thuận. Ngoài những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía, Hoa Kỳ và Iran, những diễn biến trên thực địa cũng đem tới nhiều lo ngại khi Hoa Kỳ triển khai lực lượng hùng hậu, gồm một đội tàu sân bay cùng các máy bay ném bom B-52 đến khu vực vùng vịnh để ứng phó với những dấu hiệu đáng lo ngại liên quan đến Iran và sẵn sàng đáp trả một cách không thương xót. Đáp lại, Tehran được cho là đã theo dõi hoạt động của lực lượng quân đội Hoa Kỳ tại vùng vịnh và đang điều động nhiều tên lửa hướng ra khu vực eo biển Hormuz. Các chuyên gia quốc tế cho rằng những diễn biến leo thang như thế này là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran lâu nay vốn đã không mấy tốt đẹp, lại càng trở nên tồi tệ hơn sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân cách đây một năm, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt chặt chẽ với Iran. Bên cạnh đó, tình hình phức tạp và nguy hiểm hiện nay có thể dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm soát nếu cả Hoa Kỳ và Iran không có sự cân nhắc và xử lý thận trọng ở nhiều cấp độ, bao gồm một quá trình hoạch định chính sách nghiêm túc, các tiêu chuẩn tình báo và các nguyên tắc hành xử chuyên nghiệp. Thưa đại sứ Nguyễn Quang Khai ạ, có thể thấy nguyên nhân chính và nguyên nhân sâu xa khiến cho Iran đưa ra cái tuyên bố trên đó chính là việc mà Hoa Kỳ đã liên tục áp đặt những cái biện pháp cấm vận rất là khó thở đối với Iran. Vậy thì theo ông, sau khi mà Iran đưa ra tuyên bố trên thì cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran sẽ diễn ra ra sao? Phải nói là cái quan hệ giữa Mỹ và Iran hiện nay ấy, trước khi mà Iran đưa ra cái tuyên bố ngừng thực hiện một số cái điều khoản trong cái thỏa thuận hạt nhân ấy, thì cái quan hệ đó đã hết sức là căng thẳng. Phải nói từ một năm nay sau khi mà Mỹ tuyên bố rút khỏi cái thỏa thuận hạt nhân thì cái quan hệ giữa Mỹ và Iran ấy, phải nói là căng thẳng liên tục. Thế thì bây giờ ấy, thì cái mối quan hệ đó tôi nghĩ rằng ấy, là cái quan hệ đó nó sẽ lại còn căng thẳng hơn nữa. Thí dụ như là hiện nay là Mỹ đang chuẩn bị điều cái hàng không mẫu hạm, tức là tàu sân bay US Abraham Lincoln và những cái tàu chiến hộ tống cái tàu này, rồi đưa các cái máy bay ném bom chiến lược B-52 đến khu vực vùng vịnh. Thì tôi nghĩ rằng đây không phải là để chơi mà đây là một cái sự đe dọa thực sự, mà một cái gây sức ép đối với Iran, nghĩa là tối đa đối với Iran để mà Iran có thể thay đổi cái quan điểm của mình. Thế thì đáp lại phía Iran thì cũng đã có cái thể hiện rất là cứng rắn. Ví dụ như là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran thì nói rằng là Iran sẽ sẵn sàng cho mọi tình huống và sẵn sàng, nghĩa là bảo vệ đất nước mình, sẵn sàng đối đầu với Mỹ. Và trong cái tình hình căng thẳng như vậy thì tôi nghĩ rằng không loại trừ cái khả năng là sẽ xảy ra cái đối đầu quân sự trực diện giữa Mỹ với Iran. Thế nhưng mà cái khả năng này thì không loại trừ, nhưng mà tôi cho rằng là nó cũng không phải dễ dàng xảy ra. Bởi vì rằng là một cái cuộc chiến như vậy nó sẽ là một cái thảm họa không chỉ đối với khu vực Trung Đông mà nó còn đối với toàn thế giới. Và nó chính ra là nó làm hại tới lợi ích chính của chính nước Mỹ. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà chiến tranh xảy ra, tôi nghĩ rằng là Iran rất có thể sẽ đóng cửa cái eo biển Hormuz và cái eo biển Bab al-Mandeb, mà cái khối lượng dầu đi qua đấy là đến tới 18 triệu thùng một ngày. Thế nếu mà hai cái eo biển này đóng lại thì cái dầu sẽ ngừng chảy
và giá dầu sẽ tăng vọt. Và điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cái nền kinh tế thế giới mà vốn là mới được gọi là khôi phục lại được một chút, thì bây giờ nếu mà cái giá dầu tăng thì nó sẽ lại đẩy cái nền kinh tế của thế giới cũng như là nền kinh tế của Mỹ vào một cái cuộc khủng hoảng mới. Sau khi mà phía Iran đưa ra cái tuyên bố là ngừng thực hiện một số những cái cam kết của mình trong cái chương trình hạt nhân ấy, thì chính là ông Tổng thống Donald Trump trong một cái cuộc họp báo tại Washington thì đã nói rằng ấy, là chúng tôi không muốn chiến tranh và chúng tôi muốn đàm phán với phía Iran, và nếu mà phía Iran mà muốn ấy, thì tôi nghĩ rằng ấy, là các nhà lãnh đạo Iran hãy gọi điện cho tôi. Đấy là cái cách nói của ông Trump, Donald Trump là cứ ông ấy hay nói cái bộ bã như thế. Đấy. Thế rồi là phía Iran thì cũng không phải là căng. Đấy. Ngay sau khi cái tuyên bố này thì Tổng thống Rouhani của Iran thì tuyên bố rằng ấy, là chúng tôi cũng sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhưng mà chỉ trong cái khuôn khổ của cái thỏa thuận hạt nhân thôi. Thế như vậy ấy, là cái cánh cửa đàm phán thương lượng giữa Mỹ và Iran ấy, là vẫn chưa khép lại, và tôi hy vọng rằng cái tình hình này nó sẽ qua rồi cuối cùng ấy, là cái vấn đề này chỉ có thể giải quyết được bằng đàm phán thôi. Ở đây tôi muốn nói câu chuyện là liệu là Iran và Mỹ có đàm phán với nhau không? Như đại sứ Khai vừa rồi nói, Tổng thống Donald Trump nói rằng là người Iran sẽ gọi điện cho ông ấy. Tôi nghĩ là Tổng thống Trump luôn luôn hy vọng như vậy. Ông ấy không chỉ hy vọng như vậy trong vấn đề với cả Iran, với vấn đề Triều Tiên cũng như thế, vấn đề Trung Quốc cũng như vậy. Ông luôn luôn nghĩ rằng là ông ấy đưa ra tối hậu thư, ông đưa ra những cái lời đe dọa thì người ta sẽ phải, ngay trong vấn đề Mexico, thế nó bức tường Mexico thì người ta sẽ phải gọi điện cho ông. Tôi nghĩ là thực tế đã chứng minh rằng điều đấy không xảy ra. Và trong vấn đề Iran, tôi không nghĩ rằng là lãnh đạo Iran sẽ nhượng bộ và sẽ gọi điện cho Tổng thống Donald Trump để mà thỏa hiệp, để mà đàm phán. Có chăng thì là câu chuyện sẽ là EU đứng ở các nước châu Âu, rồi là Nga, rồi Trung Quốc sẽ đứng ở vị trí hòa giải như thế nào, trung gian như thế nào đấy, để mà hai bên có thể mềm hơn trong cái chính sách của mình đối với khu vực. Bên đây tôi cũng phải nói tiếp rằng là cái khả năng xảy ra chiến tranh là không loại trừ, nhưng mà có lẽ là không phải là cao, bởi vì là tất cả các bên đều thấy cái giá của chiến tranh. Các nước sẽ phải cố gắng tìm ra một cái giải pháp nào đấy để giữ thể diện cho nhau. Vâng, và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, thưa đại sứ Nguyễn Quang Khai ạ. Với tất cả những cái diễn biến mà chúng ta đã cùng đưa ra phân tích từ đầu chương trình đến bây giờ, thì theo ý kiến của cá nhân ông, liệu rằng cái hy vọng rằng duy trì được cái thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 có trở nên quá mong manh hay không? Liệu rằng nguy cơ đổ vỡ có thể xảy ra hay không ạ? Cho đến giờ phút này thì phải nói là tất cả các nước ký kết cái thỏa thuận hạt nhân còn lại thì gồm có Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, thì cả tất cả những nước này nói là chưa nước nào nói là sẽ rút khỏi, chưa đưa ra cái khả năng là sẽ rút khỏi cái thỏa thuận hạt nhân, mà chỉ nói là có thể sẽ trừng phạt Iran nếu mà Iran ngừng thực hiện cái cam kết trong cái thỏa thuận đã ký kết. Như vậy là tất cả những các nước mà đã ký kết trừ Mỹ thì đều là kiên quyết là muốn duy trì cái thỏa thuận hạt nhân này. Tuy nhiên ấy, thì theo tôi nếu mà Iran ngừng thực hiện cái cam kết, họ mới tuyên bố thôi, nhưng mà nếu mà ngừng thực hiện cam kết dù là nhỏ thôi thì cũng sẽ dẫn đến cái hậu quả khôn lường. Bởi vì tất cả các nước đều không ủng hộ Iran cái việc mà anh ngừng thực hiện cái cam kết trong cái thỏa thuận hạt nhân, và không loại trừ cái khả năng là đổ vỡ cái thỏa thuận này. Trong cái tình hình như vậy thì tôi tin là Iran sẽ không thực hiện. Mà đây là nó chỉ là một cái đáp lại những cái hành động thù địch của Mỹ, những cái biện pháp cấm vận của Mỹ. Nó quá nặng nề đối với Iran thì họ buộc phải tuyên bố như vậy. Còn tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch ạ, dự báo của ông về vấn đề này ra sao? Thực ra chúng ta thấy rằng là giữ gìn thỏa thuận, giữ thỏa thuận là nhu cầu tất cả các bên, nhưng mà lại gặp cái khó là rất khó giữ trong cái hoàn cảnh hiện nay.
Và chính vì thế nên ngoại giao luôn luôn là cái đáp số sẽ là một cái gì đấy thỏa hiệp ở giữa. Bởi vì người Iran, người ta sẽ tiếp theo một cái bước nữa là họ sẽ có một cái bước đệm. Họ sẽ khởi động lại chương trình này, chương trình kia, nhưng là với một cái cam kết là chúng tôi khởi động lại với cái này kia. Và ai cũng hiểu là nếu mà khởi động lại như thế thì trong khoảng thời gian ngắn thì Iran có thể là chế tạo được vũ khí hạt nhân. Nhưng bên cạnh đấy họ cũng sẽ có một cái cam kết là họ sẽ không làm điều này điều kia. Không ấy, thì tôi nghĩ đấy là một cái thỏa hiệp. Tức là họ vẫn có một cái để giữ thể diện là chúng tôi vẫn phải đảm bảo lợi ích của mình, phải phát triển chương trình này, phát triển chương trình kia để đảm bảo. Nhưng ngược trở lại họ cũng phải giữ để không đẩy các nước đấy vào cái thế là chống lại mình. Và các nước châu Âu cũng như Nga, Trung Quốc cũng hiểu rằng đấy là cái bước mà Iran buộc phải làm, và họ cũng sẽ không đi quá trong việc là cấm vận chống Iran. Và như thế là sẽ là cái thỏa hiệp từ phía Iran. Và cái thỏa hiệp đấy sẽ được cộng đồng châu Âu, tôi không dùng chữ ủng hộ nhưng mà dùng chữ là chấp nhận. Và như thế sẽ là cái bài toán lời giải tương đối có khả dĩ trong tình hình này. Bởi vì nếu mà đi quá đi nữa thì là sẽ là tất cả cùng mất. Nhưng có một cái đáng lưu ý là mặc dù là có những cái bất đồng, mặc dù là tình hình rất căng thẳng như vậy, nhưng mà qua cái tuyên bố của phía Iran và phía Mỹ thì tôi thấy cũng có những cái điểm đồng. Tức là ông Donald Trump ấy, thì mới đây có tuyên bố rằng là chúng tôi chỉ quan tâm là phía Iran không được chế tạo vũ khí hạt nhân. Thế còn thì Iran, mà ông không có nói gì, trước đây thì có nói là vấn đề là phải đàm phán về vấn đề tên lửa đạn đạo, về vấn đề ảnh hưởng của Iran ở khu vực. Nhưng mà cái tuyên bố mới đây thì tôi thấy rằng ấy là ông ấy nói là Mỹ chỉ quan tâm là không cho phép Iran, nghĩa là sở hữu vũ khí hạt nhân, chế tạo vũ khí hạt nhân. Thế còn phía Iran thì nói là chúng tôi cũng sẵn sàng, nghĩa là đàm phán với phía Mỹ trong cái khuôn khổ của cái thỏa thuận hạt nhân. Thế như vậy là có cái sự nghĩa là có những quan điểm đồng nhau, thì có cái hai phía có gặp nhau, thì tôi nghĩ rằng là tôi vẫn rất hy vọng là sắp tới là mặc dù là căng thẳng nhưng mà sắp tới thì sẽ có những cái cuộc tiếp xúc, tất nhiên là không phải là gọi điện thoại đâu, thế nhưng mà là người ta sẽ có những cái để mà người ta gặp nhau. Tôi nghĩ thế. Vâng, xin được cảm ơn đại sứ Nguyễn Quang Khai, và cũng một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch đã đưa ra những phân tích bình luận trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý khán giả và các đồng chí, các quốc gia thì đều lấy làm tiếc về quyết định trên của Iran. Còn về phía Iran thì họ cũng tuyên bố rõ ràng rằng sau 60 ngày, nước này sẽ ngừng thực hiện một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, cụ thể là sẽ tăng mức độ làm giàu urani. Từ giờ cho đến lúc đó thì theo dự báo sẽ có thêm những diễn biến mới, và giới quan sát đang hướng sự quan tâm về phía Hoa Kỳ để xem quốc gia này sẽ có những phản ứng và bước đi mới nào. Và chương trình Người Quan Sát sẽ còn trở lại với nội dung này khi có những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Chương trình ngày hôm nay thì xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.